Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của lượt trận bán kết trong khuôn khổ giải bóng đá iSchool John Talent lứa 2008-2009 các bạn. Giải đấu bóng đá được Bến Tre. Tỷ số đã là 3-1 nghiêng về các cầu thủ của câu lạc bộ Hiệp Phát Bến Tre. Hiếu Danh sẽ thi đấu trong trang phục mà sắc xanh. Vẫn còn tình huống xử lý trước đó là của trường xuất mã số 6. Nhưng mà không có thấy tên số áo của bạn ở trong danh sách này các bạn. Không biết là cầu thủ nào. Câu lạc bộ Hiếu Danh số 16 Gia Phúc, số 5 Hữu Tài, Xì Liêm, số 10 Phong Phú, đội trưởng số 4 Công Khanh cùng với thủ thành số 1 Gia Tùng. Quốc Phiên. Quang ơi, sẽ là một quả đá biên dành cho các cầu thủ áo xanh. Đội hình của thủ huấn luyện viên Lê Sĩ Hào, câu lạc bộ Hòa Phát Bến Tre. Thủ thành số 1 Trọng Nhân, số 7 Huỳnh Tấn Phát, số 19 Thành Tài, số 20 Hoàng Tính cùng với số cùng với Nhật Hoàng. Khá nguy hiểm. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống dưới điểm vừa rồi. Đến từ trường xuất mã số 7. Đó là Tấn Phát. Rồi xin chào khán giả mới vào xem, xin chào Phạm Minh Nhật nha. Chia sẻ đi khán giả ơi. Đây là những hình ảnh đến từ sân NCT Football, vòng xoay Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Công Khanh. À, số 6 là Tăng Tấn Tài các bạn. Công Khanh. Quả đá biên cho các cầu thủ Hòa Phát. Thời gian thi đấu của hiệp 2 cũng đã trôi qua được 5 phút. Liệu rằng các cầu thủ của Hiếu Danh có thể rút ngắn tỷ số hay là mơ đến chuyện sang bàn tỷ số hay không? Nếu như đội bóng nào giành chiến thắng ở trong lượt đấu này sẽ tiến vào tiến vào trận chung kết luôn nha mấy bạn. 4-1 dành cho các cầu thủ của Hòa Phát. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá vừa rồi. À, 4-2 rồi các bạn. Hai ba thôi các bạn ơi. Không có tổ trọng tài bàn. Bây giờ khán giả cung cấp không có chính xác nha các bạn. Thông cảm cho anh Hề nha. Nguy hiểm. Trọng Nhân đã chơi tập trung. Đá một góc cho các cầu thủ đến từ Hiếu Danh. Cách biệt chỉ còn một bàn thôi. Liệu rằng Hiếu Danh có thể sang bàn tỷ số hay không? Tỷ số của trận đấu đang là 3-2 nghiêng về câu lạc bộ Hiếu Danh. Liệu rằng câu lạc bộ Hòa Phát Bến Tre có thể sang bàn tỷ số hay không? Không! Tình huống bàn xuống của Gia Huy, Hot Pistol. Gia Huy. Trọng Nhân. Đây là bốn đội bóng mạnh nhất của
mùa giải này với các lần trả quyết định. Cú đá của Harbison. Harbison thì dịch ra tiếng Việt thì các bạn tự hiểu đi nha. Cảm ơn Tứ Đại Bạch Cầu, cảm ơn Trần Ngọc Hân. Ngọc Hân thì mong muốn là Quốc Phiên ghi bàn đi anh. Harbison chưa thể vượt qua được hậu vệ. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn các bạn. Xin cáo lỗi khán giả và các bạn trong hiệp đấu thứ nhất vừa rồi nha. Đã biên lên điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là tổ trọng tài uy tín của bóng đá đường Bến Tre, thầy Michael Tình Tây Biến và thầy Trần Quốc Bảo. Mới nhắc Tình Tây Biến là mà mấy học sinh khán giả kêu thầy có đem thuốc không thầy. Đã biên lên. Nhiều khi thầy đội nắng dầm mưa dữ lắm mấy bạn, chia sẻ cho thầy nha các bạn, để chúng ta có được những sân chơi. Các bạn theo dõi lại YouTube Gold Media để biết chứng rằng chúng ta đã trải qua một quá trình như thế nào dành cho bóng đá được Bến Tre. Công Khanh hôm nay cũng có người cha thân thương của Công Khanh, đó là anh Vũ Lư, tham gia có Vũ các bạn. Anh Vũ thì có nhiều kỷ niệm ở Cà Mau, vẫn là cái cầu thủ tân tấn tài áo xanh. Đến từ Hiếu Danh, Hiếu Danh năm nay đợt này gom đội mạnh quá mấy bạn. Theo nhận xét của huấn luyện viên Minh Đăng cùng với Huy Angola. Wow, vậy là đã có một tình huống đốt lưới nha. 4-2 cho câu lạc bộ Hiếu Danh. Hiếu Danh bữa nay may mắn đã mỉm cười rồi mấy bạn. Tuy nhiên là thời gian vẫn còn nha các bạn, Hòa Phát Bến Tre. Còn Thảo là mình còn gỡ. Lá Nhạc. Bóng đi ra khỏi sân, ném bóng lên cho Trọng Nhân. 4-2 nghiêng về Hiếu Danh. Làm gì đây? Chưa thể vượt qua được Harbison. Quốc Phiên. Không, đường chuyền đến từ Tăng Tấn Tài. Đường chuyền hướng đến cột 2 dành cho Công Khanh đã bị bắt bài. Bennett cũng đang theo dõi khá sát trận đấu này các bạn. Cùng với Nguyễn Khôi và Nguyễn Phú. Đây là những tài năng tương lai không chỉ của Bến Tre mà có thể nói là miền Tây thân yêu. Tấn Tài là người cắt bóng. Rồi xin chào anh Lương Cấp Phi nha. Lương Cấp Phi ba của Gia Huy cũng đang theo dõi trận đấu này. Bữa anh Hiền đi ngang thị trấn Chồng Trơm là thấy Gia Huy mà kêu quá trời. Gia Huy nó không trả lời các bạn. Đó, ném bóng lên. Cú đá hơi mạnh đến từ chân sút áo số 21. Vẫn còn. Đã có lỗi. Tình huống đi bóng hơi táo bạo của Harbison. Công Khanh. Trọng Nhân đã băng ra. Công Khanh vẫn giữ được bóng và dưới đệm bằng chân phải. Các bạn cùng theo dõi là tình huống trước đó. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu của huấn luyện viên Như Ý đến từ Bình Đại nha các bạn. Cùng với chủ tịch Khánh Băng. Rồi xin chào khán giả và các bạn đang theo dõi trận đấu bán kết 1 giữa câu lạc bộ Hiếu Danh và câu lạc bộ Hòa Phát Bến Tre. Hoàng Tính. Hoàng Tính đang chiến đấu đó là kiên cường không. Gia Tùng đã kịp thời đổ người. Gia Huy cũng có lời khen hay lắm bạn Tùng, những người đồng nghiệp của nhau. Có thể chia sẻ cho các bạn thủ môn, những người gác đền thường xuyên phải chịu nhiều áp lực lắm nha các bạn. Hoàng Tính sẽ tiếp tục thi đấu. Ném bóng lên cho Gia Tùng. Vâng.
Vậy là đã có bàn thắng cho Hòa Phát Bến Tre. Ba bốn. Cố lên Hà Phát ơi. Nếu như hai đội bóng bất phân cao thấp cho đến hết hiệp đấu thứ hai và thời gian chính thức thì sẽ tiến đến loạt sức lưng lưu. Euro vừa rồi lưng lưu cũng kịch tính lắm nha các bạn. Cùng với Cup America tại Tấn Tài. Gia Huy thì đánh giá giải cấp 3 nó giống như là giải boxing mở rộng các bạn. Vâng. Nam Mỹ đá thì quay qua quay lại là nằm thế nằm sang thôi. Không có đá nhiều đâu. Quả đá biên. Tấn Tài. Tấn Tài qua người hay. Bán hai. À Bảo Bảo là người đã phá bóng kịp thời. Hồi hộp quá bạn. Thời gian thi đấu của hiệp 2 cũng đã trôi qua được 50%. Hòa Phát Bến Tre đã rút ngắn tỷ số chỉ còn một bàn. Đây, Công Khanh. Công Khanh đã giúp điểm trúng vào trong nha. Hoàng Tấn 3-2. Trả về hơi mạnh Tấn Tài. Tấn Tài lưu Công Khanh. 3-2 ngược lại. Chúc mừng cho Hiếu Danh sẽ lọt vào trận chung kết. Rồi chúng ta cùng gặp lại nhau sẽ ít phút nữa.